vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh, em không thể nào mà chia sẻ cái nỗi đau đó được. Em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi, em có thể cùng anh cố gắng được, em luôn hài lòng. Em không phải là muốn cho vậy mình phải thật nhiều tiền, phải thật nhiều có hay là cái gì hết. Em chỉ muốn chồng nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Không. Này. Cần dễ sợ. Tiên. Một người thân quen của tôi, một người em của tôi. Đây đây, để anh, để anh, để anh. À, anh ngồi đi. Cẩn thận ghế nghiêng nha. Bây giờ em xin giới thiệu với chị, đây là một cặp đôi mà Quốc Thuận đã từng đến gõ cửa thăm nhà rồi. À, một người em với một ý chí, với một nghị lực sống rất là phi thường. Mời hai vợ chồng giới thiệu cho chị Vân đi, cũng như khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em xin được giới thiệu, em là Tô Đình Khánh. Em năm nay 30 tuổi, hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của Khánh là bán hàng online. Dạ, hiện tại em đang kinh doanh online. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Trần Thị Thương. Em năm nay 26 tuổi, em quê ở Bình Định ạ. Theo chồng vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em mới đây ạ. Lấy chồng xong rồi theo chồng đó đúng không? Dạ. Trong chương trình gõ cửa thăm nhà thì không có hỏi nhiều về cái câu chuyện tình yêu, cũng như là cái câu chuyện mà làm sao các bạn gặp nhau, các bạn yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Thì bây giờ mình tới chương trình Vợ Chồng Son rồi, thì mình sẽ khai thác rất nhiều những câu chuyện về tình yêu của hai bạn. Ha. Thôi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi, làm sao mà hai đứa gặp nhau. Thì cơ duyên thì em gặp vợ em năm 2022 á. Lúc đó là em cũng mới chia tay mối tình mà em cũng tìm hiểu. Thì do là không có đến được với nhau. Thì trong cái khoảng thời gian mình cô đơn á, rồi cũng có một chút tổn thương trong chuyện tình cảm. Thì khi đó là tháng 3 năm 2022 thì vô tình em check trong cái tin nhắn chờ của Facebook. Thì em thấy một đoạn tin nhắn viết rất là dài của một bạn nữ gửi cho em. Xong rồi em bấm đọc. Em đọc thì em thấy là một cái dòng tin nhắn mà bạn ấy gửi cho em thì em thấy rất là xúc động. Vợ em có chia sẻ là em đã biết anh từ năm 2019 rồi. Lúc mà em đang gặp được anh, em đang là thực tập sinh. Em đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. Thì vô tình cũng là nhờ Facebook đưa em thấy một đoạn clip của chồng của em. Đó là anh vừa mới bị mất đi đôi chân của mình. Là do em mất đôi chân là do em bị tai nạn? Em bị một căn bệnh ạ. Tháng 4 2018 em bị tắc mạch máu, thế là phải cưa đôi chân. Xong rồi em nhìn cho nó thì bảo là một chàng trai trong cái tuổi thanh niên mất đi đôi chân. Em chỉ là quay chứ không có nói nhiều về ảnh. Em cũng chưa biết tên hay tuổi hay là quê quán của ảnh. Vì vô tình mình lướt trên đó, nó báo nó có một chương trình nào đó đăng về chàng trai đó. Và lúc đó em lấy chồng em thì khuôn mặt tiều tụy lắm. Trong khoảng thời gian đó em đi làm thì cũng một mình ở bên xứ người thôi. Thì mình cảm thấy mình cũng là thanh niên. Ở tuổi này mà mình bị như vậy thì mình cái cuộc sống của mình như thế nào? Và mình phải vượt qua nó như thế nào? Với lại lúc đó em cũng ở trong tình trạng là cô đơn. Thì mình nghĩ là như mình thì có thể vượt qua sự cô đơn đó. Nhưng mà người như thế rồi người ta có một người nào đồng hành cùng hay không? Thì hay là người ta chỉ cô đơn như vậy thôi? Thì em tò mò. Nhưng mà kiểu là trời không có xe nhiều, đỡ em tìm hiểu thêm. Chỉ là vô tình em bị mất thông tin về anh chồng của em. Tới 2022, 4 năm sau em mới gặp lại anh. Vô tình biết lại thông tin của anh. Vậy đó hả? Dạ. Em cũng là người nhắn tin trực tiếp, là khi biết ảnh gặp lại anh là em vội vàng em là kiếm cho mình được chồng mình. Xong rồi em phải tìm tên Tô Đình Khánh thì có ra không. Nhưng vô tình lại hiện anh lên. Mình xúc động quá, mình vui quá vì lại gặp lại anh sau nhiều năm. Mình chờ. Xong rồi em mới nhắn cho anh cái tin là cảm ơn anh đã cho em gặp lại anh sau khoảng thời gian dài. Cả đêm em nằm em thao thức em chờ. Hôm sau là chồng em phản hồi. Với em thì lúc đó em vô tình em đọc được thì em cảm thấy nó khác biệt so với những cái tin nhắn của những người khác. Đầu tiên ấn tượng là cái bức thư rất là dài. Thì mình thấy là một cô gái mà gửi cho mình thế này thì mình thấy cũng xúc động. Từ đó là em trả lời rồi bọn em cũng trò chuyện qua lại. Lúc đó em chưa biết là bạn ở Nhật đâu. Lúc đó em hỏi là em hiện tại ở đâu, rồi hiện tại làm công việc gì. Thì vợ mà lúc đó là em ở xa lắm anh ơi. Thì bạn bảo là em ở Nhật Bản. Thì anh bảo là vậy thì khi nào có dịp về Việt Nam thì có thể là
ghé Sài Gòn chơi. Lúc đó em cũng không có nghĩ là mình sẽ ngỏ lời hay là mình thích bạn này đâu. Có nghĩa là mình chỉ là một người giống như là bạn vợ em ấy, đang là mến mộ em thôi. Thì em cũng không dám nghĩ nhiều. Thì trước khi mà về về Việt Nam á, thì em có nói chuyện với Thương. Lúc đó hai đứa nói chuyện 2 tháng cũng có sự tìm hiểu với nhau ấy. Em nói là bây giờ em cứ về đi, nếu mà em cảm thấy là đồng hành được với anh á, thì em cứ, tại vì em cứ chia sẻ với vợ là anh đã thất bại trong mối tình cũ là do cái sự không đồng ý của gia đình. Thành ra em muốn nói với vợ em là nếu như em thực sự muốn tìm hiểu anh hay là muốn đến với một người như anh á, thì em hỏi ý kiến gia đình xem thế nào. Nếu trường hợp mà gia đình em mà không phản đối hay là chấp nhận cho mình quen nhau thì anh mới dám đến hay là gì đó với em, để là em không muốn đau thêm một đúng lần rồi nữa. Em không muốn và không muốn mất thời gian của mình vào một cái lỡ một lần nữa. Em đánh giá được vợ em rất là mạnh mẽ luôn. Thì lúc đó em nói chuyện với vợ thì vợ mới nói là em gọi về cho mẹ. Em nghĩ là nếu mà em muốn tìm hiểu chồng em thì em cũng phải nói điều đó với gia đình. Em nghĩ là em đánh tiếng với mẹ em trước. Em gọi từ bên Nhật Bản về thì em có nói là mẹ, nếu mà mẹ có con gái, có người yêu như vậy đó, thì mẹ ở vị trí của mẹ, mẹ có đồng ý cho con gái của mình quen một người như vậy hay không? Xong rồi mẹ em im lặng. 2 ngày sau mẹ em mới trả lời cho em. Mẹ nói là phải là con quen hay không? Nếu mà con quen thì con phải nói với mẹ, chứ con không được giấu. Rồi cuối cùng mẹ có đồng ý không? Dạ có. Thì cái ngày hôm đó như thế nào? Mẹ em thì ở xa, ở Bình Định, không có thể gặp. Dẫn anh Khánh về gặp thì em dẫn chồng của em về nhà chị gái. Ở Gia Lai thì nó thuận tiện hơn. Sau đó mẹ em phải từ dưới quê là đi bắt xe lên thăm thăm chồng em. Thì lúc đó em rất là sợ, tại vì đôi khi là có thể nói thì mọi người có thể là chấp nhận được, nhưng em chỉ sợ khi nhìn trực tiếp mình đối diện á. Dạ. Em rất là lo từ cái hôm mà bắt đầu lên xe trực tiếp mình đối diện á. Dạ. Em rất là lo từ cái hôm mà bắt đầu lên xe từ Sài Gòn rồi lên Gia Lai đó. Cả đêm đó em rất là hồi hộp luôn. Thì vợ không sao đâu anh, cứ cố gắng thôi. Thì khi đó em lên thì lên đến Gia Lai là 4 giờ sáng, 4 giờ rưỡi thì đó là bắt đầu đến nhà được anh chị hai. Thì lúc đó trời đang gọi là mới sáng thôi, thì trời cũng mưa phùm phùm đó. Thì em rất là vui khi mà anh hai chủ động đi đón, rồi chủ động đỡ em xuống xe, rồi chào hỏi em thấy cái sự gần gũi luôn. Thì lúc đó em tự nhiên em thấy mình nhẹ hơn. Cho đến lúc gặp mẹ thì dạ. Sao? Rồi đến trưa mẹ bắt đầu vào thì mẹ đến ôm em một cái. Vậy là quá xúc động rồi. Dạ. Còn cái ngày đầu tiên mà em gặp chồng em khi em về Việt Nam á, thì cảm xúc em sao? Lần đầu tiên em về gặp chồng em á, thì tự nhiên em không biết sao em tới em ôm chồng em, xong em vuốt mặt chồng em, xong em cảm thấy mình không có sợ, mình không có dị nghị về cái hình ảnh này, mà mình thấy chồng mình gần gũi mà thấy thân thương liền, đúng không? Còn Khánh thì sao? Anh thấy là em rất là xúc động. Dạ, bởi vì là khi mà Thương về Việt Nam á, Thương bảo là từ khi mà Thương đi á, không ai đưa Thương đi hết. Chỉ có là Thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón, và gia đình của mình đón trở về á. Lúc đó em bảo là thôi, em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thì em mua một bó hoa, em cũng đứng đợi, rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm, vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Đã coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Chắc có lẽ là đặt để từ kiếp trước rồi. Sao cái ôm đó là đưa về nhà làm nhân viên không, luôn đó, không ạ? Thương ở lại nó chơi với em 2 ngày. Lúc đó em chưa dẫn về nhà đâu. Thì bọn em cũng đi cà phê rồi đi ăn, rồi bắt đầu sáng mai là Thương về thẳng Bình Định. Đó, về gặp mẹ, xong rồi một tuần sau là quay trở lại vô và với em. Là ở nhà em luôn? Nó không, em thuê cho một cái phòng trọ cũng gần em, gọi là em sắp đặt làm sao đó để thuận tiện nhất để em với bạn Thương có thể gần nhau rồi tìm hiểu nhau rồi đó. Rồi em có nói là thôi bây giờ em vào em làm cho anh luôn. Đó, em làm cho em thì nói chung là tháng đầu tiên thì vẫn cứ như trả kiểu lương. Là trả lương có là nhân viên đàng hoàng, có nghĩa là đúng lúc đi làm là 7-8 giờ phải có mặt, rồi 12 giờ mới được nghỉ, rồi về ăn cơm 1 giờ phải qua làm. Đó, kiểu như vẫn cứ là giữ một cái khoảng cách từ đó đến giờ là cũng 7 tháng rồi nhỉ. Từ lúc Thương từ Nhật Bản về đến đây. Có nghĩa là tụi em sống, bắt đầu chuyển qua sống bên nhà của, dạ, của Khánh á, dạ, là bao lâu thì mới kết hôn? Từ tháng 6 đến tháng 7, dạ, đúng là một tháng. Một tháng? 8, dạ, đến tháng 8 tụi em đi thiện nguyện thì bọn em vô tình biết là có em bé.
À, có nghĩa là chú với cô cũng sống thử với nhau rồi đó. Dạ. Đấy là sao là các cô chú mới là làm đám cưới đấy. Tại vì khi mà em có nói chuyện với vợ và nói chuyện với cả mẹ cùng vợ nữa thì lúc đó hai gia đình em cũng rất là lo về vấn đề, ví dụ hai đứa mà có lấy nhau được thì không biết chuyện con cái như nào đó, thì bắt đầu là em cũng chia sẻ thẳng thắn là cũng không biết sau này chuyện con cái nó có đủ duyên hay không. Thì cũng nói thì được gia đình, đặc biệt là vợ, vợ cũng không có suy nghĩ về nhiều vấn đề đấy. Rồi mẹ vợ cũng vậy, cũng thôi nếu mà có thì tốt, mà không có thì không sao hết. Đó thì từ đó là bọn em muốn là làm sao đó, em muốn chắc chắn là mình có hay không. Đấy, em rất là sợ là ví dụ lấy rồi về không có con cũng rất là tội cho vợ luôn. Sau đó thì anh có theo dõi một số thông tin và anh cũng nhìn thấy một số video clip về những cái hình ảnh mà hai vợ chồng đi thử đồ cưới. Cái cảm xúc của hai vợ chồng, cái phút giây mà đi chọn đồ cưới, mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể, thì những cảm xúc đó là nó như thế nào? Khi mà em quyết định tổ chức ngày cưới, bọn em đi thử đồ cưới thì em xúc động. Cứ mỗi lần em nhìn thấy vợ em mặc váy cưới là em xúc động. Em không tin là đến ngày hôm nay mình có thể là có vợ được. Thấy vợ như công chúa luôn. Dạ, mình thấy là tại sao mình, em tự hỏi mình là tại sao mình lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, dễ thương như vậy. Xinh đẹp. Dạ. Rồi mình kiểu như là mình bị hút hồn bởi vì cái vẻ đẹp khi nhìn thấy người vợ của mình đang mặc váy cưới. Khi mà vợ em mặc đồ cho em, mặc áo vest cho em, đặc biệt là em lại không có quần. Khi vợ em mặc cho em, vợ em ngồi xuống rồi chỉnh cho em thì thực sự là em thấy một cái gì đó nó lan tỏa rất là mạnh. Bởi vì là khi một người phụ nữ rất là xinh đẹp mà còn trẻ tuổi lấy một người không có chân như em thì thực sự nó rất là đặc biệt nữa. Thành ra là mình giống như mình lan tỏa câu chuyện tình cảm cho mọi người tin thêm về tình yêu. Thì đó, nói chung là như một câu chuyện cổ tích vậy đó. Bởi vậy người ta mới nói là khi mà con người ta sống mà phải có tình yêu. Vì tình yêu nó sẽ gọi là đúng nghĩa là chắp cánh đó. Thì chắp cánh cho mình có thể bay lên cao, rồi có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn. Vấn đề ở đây là mình chọn lựa như thế nào để mà mình có được cái hạnh phúc viên mãn của mình. Thì tụi em đã gọi là đã làm được cái điều đó đó. Chọn lựa hạnh phúc, chọn lựa yêu thương đó, đúng không? Thì rồi hôm nay là hạnh phúc của các bạn có được là nhờ là hạnh phúc là lựa chọn. Mối tình này đẹp quá, không có muốn qua cái trang 2 đó. Không muốn hỏi phần 2. Chị luôn. Không muốn hỏi phần 2. Nhưng mà không được chị ơi, mà như thế nào đi nữa nó cũng sẽ có tật xấu. Cho nên là phải có cái phần 2 đó, gọi là chương 2. Nói về tật xấu thì chồng em cái đó với em không phải là tật xấu, mà là khuyết điểm của anh. Tại vì anh bắt buộc không có đôi chân, thì anh không thể làm những cái điều, những cái việc đó, ví dụ như là quần áo thì không thể bỏ gọn gàng ở một chỗ được. Khi mà đi làm về vận động nhiều quá, vết thương nó sẽ bị đau. Thì mệt quá không thể đi tắm nổi, sẽ lười tắm. Thì đó kiểu như với gặp vợ chồng khác, người đàn ông đó sẽ là tật xấu. Chồng em thì không hút thuốc, không uống. Có ga lăng không? Dạ thì rất là ga lăng. Ga lăng thì chồng em là xuống rồi. Lúc yêu ga lăng rồi lúc lấy nhau về còn ga lăng không? Dạ còn. Cũng kiểu quan tâm nhiều hơn. Đối thì chồng em cũng có thể nấu ăn cho em luôn. Thấy em ăn cơm sao anh có thể nhắc anh rửa chén cho em thì anh cũng tự động đi rửa. Đó. Thì hôm đời quá đi. Chồng em hay nhõng nhẽo nữa. Về là nhõng nhẽo. Mệt lùi cái là bắt đầu có thể lấy cái chăn không chứ giờ anh đi không nổi nữa rồi, quá mệt rồi, không thể trường đi nữa được rồi. Em có giúp anh được không là anh ở dơ anh nằm ra luôn. Em chịu được, em chịu, em không có chịu thôi. Em bắt buộc phải đi lấy canh lau cho chồng em. Rồi cho anh thoải mái hơn. Lúc thấy thương là mình phải đi lau. Thì giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Có một điều là em muốn chồng em là không phải tin đúng mà quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em giống như là suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều. Bỏ buồn bản thân mình lúc vết thương bị đau. Bảo anh nghĩ thì anh cũng không chịu nghĩ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho mình được. Về tới nhà nhiều khi trớt rồi thì cái vết thương nó bị co giật. Anh cũng không bao giờ nói, anh im lặng. Em rất là sợ chồng em đã sức khỏe đã yếu rồi. Vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh,
em không thể nào mà chia sẻ cái nỗi đau đó được. Em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi. Em có thể cùng anh cố gắng được. Em luôn hài lòng. Em không phải là muốn cho Mỹ mình nuôi thật nhiều tiền, phải thật nhiều có hay là cái gì hết. Em chỉ muốn chồng nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Không á. Cưng dễ sợ. Bây giờ tới Khánh đi. Đó, tới Khánh đi. Vợ Khánh có đi. Gì xấu không? Thực ra thì tụi em mới cưới nên cũng em chưa biết nhiều về tật xấu của vợ. Nhưng mà cái mà em cảm thấy vợ em có điểm đó là không có chịu ngủ sớm hay rất là thức khuya. Rồi bắt đầu là nói thì không chịu nghe. Có nghĩa là bảo đi ngủ sớm thì không chịu. Rồi sáng mai rồi dậy trễ, rồi đôi khi có những cái buổi đi làm rồi lại không có đúng giờ. Kiểu như là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng vợ thì vẫn cứ ung dung, vẫn cứ không có gọi là chịu follow theo mình ấy. Kiểu như là không có sắp xếp được cái thời gian. Thí dụ là live stream đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, chuẩn bị xong hết rồi, dạ. Phải chưa xuất hiện. Vì vợ em chưa quen với cái việc mà live stream bán hàng á. Em thì quen rồi thì không sao. Đôi khi bình luận không có hay hoặc những cái bình luận không tốt á. Rồi vợ em xúc động rồi lại khóc nhè luôn. Khóc nhè. Khóc nhè. Dạ, rất hay khóc nhè. Giờ thay đổi chưa? Giờ thì không khóc ở đó, về nhà khóc. Một chút nữa gặp anh chị là bí quyết vượt qua những comment tiêu cực người ta chê mình. Rồi Khánh có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em cũng muốn là vợ em quan tâm sức khỏe mình nhiều hơn. Rồi hiện tại bây giờ có con nữa, em cũng muốn là vợ. Đôi khi vợ em thấy em đi làm, em thấy vợ em mệt, nhưng em nói thôi vợ ở nhà nghỉ đi, nhưng vợ em không chịu. Kiểu như bắt buộc cứ phải muốn theo em vậy đó, kiểu như cứng đầu ấy. Không chịu đâu. Không chịu là giờ một mình anh đi thì sợ anh buồn. Tại vì lo cho em á, lo cho em. Ở nhà mà còn lo nhiều hơn. Khi ở bên cạnh á, mình cứ nhìn được là mình dắt ăn đúng không? Chị thấy chuyện của tụi em giống như là chuyện cổ tích á, thực sự mà nói luôn á. Cái mối tình này nó rất là đẹp luôn. Thành ra chị biết là mong tụi em á, giữ hoài cái tình yêu này. Chị muốn chúc cho tụi em là sức khỏe, bình an. Ha, rồi mẹ tròn con vuông. Cảm ơn tụi em rất là nhiều luôn. Rồi mời hai em. Dạ, em xin được chào anh Hồng Thuận. Em được chào Cúc Thuận. Không sao. Dạ. Em xin được chào anh Cúc Thuận. Em được xin được chào mẹ Mai. Mẹ Mai Hường Dân. Dạ. Em là Phạm Anh Tuấn, năm nay 33 tuổi, hiện em đang làm diễn viên, đang sống tại Hà Nội ạ. Ủa nhưng mà là sao con rung dữ vậy? Con không có việc gì con phải rung hết trơn á, con cứ y như lúc con đóng gạo nếp gạo tẻ đi con. Ủa nhưng mà cái đợt mà em đóng gạo nếp gạo tẻ là em phải bay vào trong này em đóng đúng không? Đúng rồi. Bay về Hà Nội. Dạ. À. Lúc đó thì em còn song song em còn quay phim Cả một đời ân oán nữa, tức là lúc đó em song song quay hai phim cùng lúc. Cả một đời ân oán luôn cái lúc đó. Rồi, cực khác, em... hai năm trời. Em xin phép chào chị Hồng Vân và anh Quốc Phận ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lâm Diễm Quỳnh ạ. Em 21 tuổi, em quê ở Lai Châu ạ. Lai Châu. Hiện tại thì em đang làm chuyên viên trang điểm ạ. Con cứ việc gọi cô bằng cô cho giống chồng đi, coi như gái cứ theo chồng. Đó. Con muốn gọi chú Thuận cũng được, anh Thuận cũng được. Không sao cả, nghe. Gọi sao chú cũng nhận hết á. Quỳnh là nhiêu? 21 tuổi. 21 tuổi ạ. Bé này là 33 tuổi. Cha lớn nhau sắp sắp có hai con giáp, có một con giáp. Có một con giáp thôi. Sắp sắp có một con giáp mà. Đã chính xác thì là 32 tuổi ạ. Nếu tính tuổi ngụ thì 33. 32. 11 tuổi ạ. Nhưng mà có 11 thôi, đúng không? Xít một con giáp. Thì đó sắp sắp một con giáp đó. Thôi cứ nhận đại đi con, vấn đề gì. Không sao cả. Miễn sao mà coi như là hợp nhau. Nhưng mà Tuấn nó trẻ. Trẻ quá. Tuấn trẻ lắm. Chà, như vậy là chắc có lẽ là họ quen nhau trong đoàn phim đó chị ơi. Em đoán đó chị. Sao con nói quen cái... trong đoàn phim, nghĩa là Tuấn nó đi quay phim. Bé này là lúc đó là chỉ mới có trợ lý make up thôi. Và ổng đang ngồi make up thì thấy con bé trợ lý dễ thương quá. Và lúc đang quay thì con bé này ra dặm mặt, dặm phấn, thấm mồ hôi. Thế là bắt gặp ánh mắt và tia lửa điện xẹt 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 và thích nhau và cua nhau và quen nhau luôn. Đúng không? Tụi con chỉ cần nói đúng hay sai thôi. Đúng không? Không đúng ạ. Đấy, em coi như em bị tước bằng. Mới được có cái bằng cầm trong tay mà chưa được nóng thì là anh bị giật lợi rồi. Lấy bằng rồi luôn. Lấy lợi luôn. Đâu sao bây giờ hai đứa quen nhau, kể cho anh nghe đi. Cơ duyên nào gặp nhau? Cơ duyên hai bọn em gặp nhau thì
hồi đấy là em có đi làm một chương trình event. Thì lúc đấy em cũng nhờ qua bạn bè để book bạn make up. Thì lúc đó thì vô tình là book phải vợ em. Thì lúc đó thì cái buổi đầu gặp nhau thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều. Bởi vì là vợ em đeo khẩu trang make up. Chỉ thấy là bạn ấy rất là trẻ, rất là cao. Và cái ánh mắt thôi thì cũng khá là cuốn hút. Thì sau đó thì em có rủ bạn ấy đi xem phim. Nhưng mà cô hỏi này, cái hôm mà bạn make up cho con á là đẹp không? Coi như là hôm đó con xuất thấy xuất sắc không, đúng không? Đẹp make up cho Tuấn á. Đúng rồi. Make up mặt nó rất make đẹp. Make up đẹp xuất sắc tại bạn này là thuộc loại là make up theo kiểu mà ạc luôn á. Dạ. Đấy rồi. Thì là con đầu tiên là con cảm con thấy vừa là con thấy là con thấy sung sướng đúng không? Đẹp này. Chưa nữa nè, ánh mắt của bạn ánh mắt lúc nhìn make up vô đó thì là nhìn rất là hấp dẫn. Dạ. Nhưng mà lúc mà make up cho con thấy phê không? Khi mà cái tay bắt đầu lúc đấy chưa phê lắm, nhưng mà chỉ cảm thấy là đã có một cái gì đấy mình có một chút cảm tình từ cái ánh mắt rồi. Tại vì cái lúc mà mình make up mình đưa mặt ta đó là cái người make up đó là sẽ nằm ở trên nè, và hai mắt là sẽ chạm nhau, bốn mắt chạm nhau. Không phải trên dưới mà ngang. Đẹp lắm đúng không? Đó. Lúc đó là còn xuyến sắn rồi. Cũng có sao xuyến nhẹ. Còn Quỳnh thì sao con? Khi mà con biết lúc đó con biết anh này là tức là con đã biết đến anh Tuấn chưa? Lúc đấy con biết rồi. Con biết rồi đúng không? Thì con có idol ảnh không? Tức là con có thích ảnh không? Có không Quỳnh? Trong cái vai diễn của ảnh con có thích chưa? Thực ra là lại còn như thế này, có một chuyện mà rất là buồn cười. Tại vì là lúc đó thì vợ con bảo với con là em hâm mộ anh lắm, em thích anh lắm, rồi em thích các vai diễn của anh lắm. Nhưng mà vì sao con biết là không phải? Là sao? Bởi vì là chả xem phim nào của con đóng mà chỉ biết con là diễn viên thôi. Là thắm ai thôi đúng không? Em có xem một phim của anh đó. Có xem phim. Con xem chỉ phim một vài phân đoạn thôi. Con xem cả một đoạn ngoài án đúng không? Nghĩa là người ta có mà, người ta có xem. Nhưng mà lúc mà nói chuyện thì thấy là em hâm mộ anh lắm. Em gọi là thần tượng anh lắm. Big fan, đúng rồi, là big fan của con. Phim nào của anh cũng xem. Hóa ra xem một vài phân đoạn của bộ phim. Đó là cái cách của bé thôi. Cái công việc của bé, nó vào gặp anh nó nói vậy để cho đỡ có phải bị áp lực nè, đúng không? Không, nhưng mà con thì sao? Lúc mà con make up cho anh á, rồi lúc đó con cái cảm xúc con sao? Vậy thì con cũng run đấy. Có nghĩa là kiểu lần đầu tiên mà được make cho người nổi tiếng ấy ạ. Cũng run, cũng kiểu là sợ là make không đẹp, rồi là sẽ bị chê. Nhưng mà sau đấy thì con thấy ưng. Không, nhưng mà nè, lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời, với một lần coi được anh ấy trên phim, và đồng thời ảnh cũng là ít nhiều gì là em cũng biết ảnh là một diễn viên nổi tiếng đúng không? Rồi gặp ở ngoài đời thì lần đầu tiên chạm mặt đó, thấy như thế nào? Ý chú Thuận nói là con có thích ảnh liền đó không? Con cũng hơi thích thôi ạ. Hơi thích thôi đó. Giống như anh Tuấn gặp con là anh Tuấn hơi thích rồi đó. Nhưng là cả hai đứa đều gặp nhau đều hơi thích. Rồi sau đó là rủ đi coi phim luôn. Vâng, sau đó thì là em chủ động. Là cách đó là bao lâu? Sau đó chứ, sau đó bao lâu? Sau đó chắc là khoảng 1-2 ngày rồi. Đó, chủ động liên lạc liền. Ừ. Rủ đi xem phim. Nhưng mà nói chung là khi mà đi xem phim thì cũng rất là giữ khoảng cách. Đi trên đường thì ngồi cách xa. Tại lúc đấy con đi con chở xe máy hả? Con chở xe máy, ngồi cách xa một đoạn. Rồi vào dạp phim thì cũng chỉ xem phim thôi. Nhưng mà cái ngày đó cô ấy trưng diện có đẹp không? Hôm đấy thì style đồ của vợ con là như thế nào? Thì cũng kiểu hơi trẻ con. Thực ra là sau đấy về thì cũng thấy là sao bạn này bạn ấy trẻ con ấy. Nó cũng bớt thích đi một chút đấy. Cô ấy, ôi người ta mới 21 tuổi mà. Cô lúc đó là mới 20 đúng không? Đâu, lúc đó là cách đây mấy năm rồi. 20. Vừa bước đúng không? Chuẩn bị bước qua 20, lúc đấy là nếu mà chính xác là còn là mới 19 á. 19 mấy? Gần bước qua 20. Thế lúc đó là con chưa có bồ luôn ấy. Vâng. Thì lúc đó là con chưa có bồ luôn. Chưa có bồ luôn. Thế là gặp bạn này luôn. Dạ. Bạn này mối tình đầu luôn không? À không, tức là cái khoảng thời gian mà đến với cả bạn ấy thì là Quyết đang tự do. Đúng rồi, đang tự do. Là lúc đó mình đang quay phim đó hả con hay lúc sao? Đấy là con quay xong rồi. Đã quay xong cái gạo nếp rồi. Nhưng mà Tuấn, ngày hôm đó cô mặc đồ sao mà Tuấn lại không đấy là còn bớt cái hứng thú. Mùa đông ạ. Em nhớ là hồi đó là tháng 11 12
cuối tháng 11, gần đầu tháng 12. Đông rồi, đông rồi. Thì nói chung ăn mặc rất là kín đáo và make up thì cũng không make up luôn ấy. Gần như còn không make up luôn rồi. Thì đi, tức là đi chơi rất là kiểu bạn ấy cũng thoải mái tự nhiên, tức là được một cái là em cảm thấy rất là ấn tượng, bởi vì là không quá là trưng diện, khi mà mỗi lần gặp nhau thì rất là đời thường, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái bữa đó là Tuấn đến đón cổ hay là dạ, hẹn nhau? Lúc đó em đến đón. Có gặp phụ huynh không? Dạ không ạ. Tại vì là lúc đó là vợ em thì quê ở tận Lai Châu lận, tức là rất là xa. Ở trên này ở nhà thuê đúng không? Dạ vâng đúng ạ, bạn ấy ở nhà trọ. Thì vợ em đấy thì đi xem phim rồi về thì cũng đi ăn. Và sau khi đi xem phim về đi ăn rồi lại trở về, rất là nói chung là rất là cuộc hẹn nghiêm, rất là trong sáng. Tức là nghiêm túc và trong rất sáng, nghiêm túc, kín rất trong cổng sáng. Cao tường. Dạ. Tháng 11, gần tháng 12 rồi mà hở hang nào được, tại vì viêm họng có chết. Thổi nữa. Rồi. Đấy. Rồi sao? Rồi sau đó có khi nào là đi quay phim mà gặp vợ không, hoặc là ở gần cái khu nhà vợ ở không? Tức là có, tức là sau cái ngày mà sau ngày đầu tiên đi chơi đấy. Đi chơi thì sau đó cũng có đi chơi thêm một vài lần. Rồi đến một ngày thì em có đi quay ở gần nhà chỗ vợ em trọ. Thì mình cũng rất là, lúc này cũng rất là mệt rồi và cũng nhắn vu vơ là em ơi, hôm nay anh mệt quá, anh qua phòng trọ em cho anh nằm nghỉ tí. Mà thực sự thì lúc đấy là con rất là cũng chỉ nghĩ trong đầu là mình rất là mệt, mình muốn là có một chỗ nghỉ lưng. Là trong không, sáng rất thôi. Là trong sáng ạ. Và thế là khi mà vợ em ra đón rồi lúc đấy thì lại mặc một bộ đồ bó sát. Lúc đấy là mình cũng đã gợn gợn là ôi sao trong không, trong đầu mặc, mình vợ em mình có mặc áo khoác mà không, áo khoác, nhưng nói chung là vẫn là nhìn thấy bộ đồ bó sát ở trong, tức là đồ ngủ đấy, nhìn mà nhìn thấy hết các đồ cong đấy. Thì thấy sao trong tưởng tượng của mình bạn này rất là trẻ con, bạn này 19 tuổi mà sao lại có người đẹp như thế này, sao lại mẩy nhở, nó mẩy mẩy tiếng Bắc á, mẩy nó hấp dẫn á, mẩy nhìn nó rất là hấp dẫn. Và rồi em lên nhà nằm nghỉ, sau đó thì cũng rồi sao mọi thứ cũng bắt đầu mùa đông, nhưng mà bắt đầu nóng dần. Rồi ôm nhau xong rồi có chuyện đấy. Ôi ông đóng phim ông mệt quá rồi đấy mà ông xin về nghỉ. Ông về ông còn mệt. Ông có nghỉ ngơi gì đâu. Cuối cùng lại thành là mệt hơn. Nhưng mà Quỳnh ơi, cái lúc mà em nhận được cái tin nhắn của anh ấy nói là lên nhà mình nghỉ ngơi đó, trong đầu Quỳnh có suy nghĩ gì không? Lúc đấy thì con không nghĩ gì cả, con cũng rất là trong sáng thôi. Có nghĩa là anh ấy bảo là anh ấy quay phim gần nhà thì lúc đấy là lúc 5 giờ, hơn 5 giờ chiều. Thì là đấy, lúc đấy anh ấy bảo là cho anh về nghỉ một tí, nhờ một tí được không, tí anh lại phải đi quay tiếp. Là con cũng đồng ý, con cũng hồn nhiên. Thương người đúng không? Thương người. Như vậy là hôm đó sau hôm đó là hai đứa chính thức yêu nhau đó đúng không? Rồi phải đã, chiều hôm đó là ở luôn, sáng hôm sau. Không, sau đấy là em có phải đi tiếp, đi làm tiếp thật. Nó phải đi quay chứ. Sau đấy lại đi quay tiếp. Chà, đêm đó cho mình khó ngủ lắm luôn mình. Nhớ nhung ảnh đúng không? Không. Rồi hôm đó nó quay qua đêm không hay là quay đến không, mấy giờ? Con quay đến muộn, đến 11 giờ, 12 giờ. Mà tại sao không? Rồi, sao con quay không, về, con không quay về phòng trọ? Mệt mà lại rồi. Quay về nhà mình. Mệt quá rồi. Thôi ta về nhà ta thôi. Vừa mệt lắm rồi. Mệt. Và thứ hai nữa là ở Hà Nội thì gần như là con không đi đêm. Từ rất là lâu rồi, từ khi tức là nói chung là không phải là mình sợ bố mẹ hay như đó, mà con cảm giác như là sau khi mà mình không về thì bố mẹ rất là lo và mẹ con thì lại có nhiều bệnh. Và khi mà con ở trong Sài Gòn thì cũng có một cái biến cố rất là lớn mà con phải chuyển hết công tác từ trong Sài Gòn để ra Hà Nội là vì là mẹ con bị bệnh. Và mẹ con bị u nang màng não. Tức là trước đấy mẹ con đã mổ u ngực 2 lần rồi. U ngực là u lành, sau u ác. Và tức là từ mẹ con lại bị bệnh suy nghĩ nhiều nữa. Chính vì thế mà cái chuyện mà đi chơi thứ con là luôn luôn là về trước 12 giờ. Đúng rồi, có giới hạn rồi đó. Là đến khi mà cái chuyện mà mẹ con bị u nang màng não nữa thì con quyết định là quyết định ở nhà luôn. Mình phải chuyển công tác. Chuyển qua. Không thể nào mà làm việc xa nhà nữa. Tất cả là vì lo cho mẹ. Dạ. Đúng rồi. Và cũng là muốn là một cái sự sẻ chia động viên với mẹ. Dạ. Đúng không? Rồi
sau đó có đi quay, mỗi lần đi quay có dẫn Quỳnh đi theo không? Dạ. Có công khai Quỳnh với tất cả mọi người không? À, thực ra thì sau đó thì em cũng bảo với cả vợ là thôi bây giờ anh cũng đi làm rất nhiều, thế là em cũng một tuần thì khoảng 3-4 lần cũng đưa Quỳnh sang nhà em ở luôn. Và em cũng nói chuyện với cả bố mẹ luôn là đây là bây giờ con đang yêu bạn này và con cũng muốn là đưa bạn đi nhà ở. Thì vợ em thì vẫn muốn là ở cả hai bên chứ không chuyển hẳn qua được, vì đôi khi là kiểu còn gia đình nữa, cũng không thể nào mà nói với bố mẹ là con sang nhà anh diễn viên ở mà bố mẹ thì chưa được gặp. Thì cho nên là bố mẹ cũng sẽ rất là lo, cho nên là hai đứa cũng vẫn duy trì là lúc thì ở nhà con, lúc thì ở nhà trọ. Thế là mẹ vui không? Lúc mà mẹ gặp con đưa Quỳnh về mẹ vui đúng không? Xinh xắn quá cơ. Thế mà không, nhưng mà thực ra là Tuấn nó rất là nghiêm túc á, trong cái việc mà đi làm cũng giống như là trong các mối quan hệ trong anh chị em trong đoàn. Tại vì suốt 2 năm ròng rã với tụi nó mà. Ở trên đứa nào như nào là cô biết hết. Đấy. Thế thì coi như là về thì mẹ cũng vui. Thế rồi bao lâu thì tụi con quyết định là công khai làm đám cưới? Sau 1 năm ạ. 1 năm con và vợ yêu nhau thì nói chung là cũng có nhiều biến cố ạ. Vì biến cố là chung là lúc đấy thì tính của vợ con cũng có trẻ con và bản thân con cũng thế. Trong tình yêu thì đôi khi mình cũng không chín chắn nhiều cái ạ. Cho nên cũng đôi khi là cũng cãi vã nhiều. Rồi vào một ngày đẹp trời vợ con bỏ về nhà trọ và giận nhau đúng không? Dạ. Sao thì vậy? Sao vậy? Cho Quỳnh nó nói coi. Quỳnh, tại sao vậy con? Lỗi con cô. Sao? Nghĩa là trước cái khoảng thời gian mà anh ấy quen con ấy, anh cũng có quen một bạn thì nhưng mà cũng gọi là tìm hiểu nhau thôi. Thì đến cái lúc mà bọn con cãi nhau thì con bắt được là anh ấy thả tim cái video TikTok của cái bạn đấy. Và trong khi đã yêu nhau được 1 năm thì là xong rồi con nghĩ kiểu con lúc ấy rất là tức, kiểu nghĩ trong đầu là kiểu tại sao yêu mình mà vẫn còn nhớ đến người cũ. Xong rồi thế là bọn con cãi nhau to và con bỏ đi 3 ngày luôn. Vâng, lần đấy là căng thật. Ở trong 3 ngày đó là Tuấn có đi tìm bạn gái không? Hay là im luôn? Cũng có, tức là 2 ngày đầu tiên thì im, đến ngày thứ 3 cũng cố nhắn nhưng mà nghe chừng là căng thẳng quá. Thì vợ em mới bảo là hôm nay về lấy đồ nốt đi. Thì lúc đấy là có nghĩa là dọn nhà đi luôn á. Đúng rồi. Tức là quyết định là chia tay á. Thì cuối cùng cái quyết định mà về lấy đồ đấy lại thành ra là có em bé. Thường là như vậy mà cãi nhau rồi giằng co rồi thế này thế nọ thế kia để ông lọ bà trai các kiểu. Mà trước đó thì bọn em cũng đã có ý nghĩ là mình thả để làm sao có em bé, thì hai đứa cũng muốn là gắn kết lâu dài. Thì cũng thả một thời gian cũng đâu tầm. Ủa, nghĩa là đi về rồi là phát hiện là có em bé hay sao? Không, tức là thế chú không hiểu à? Rồi em phải nói như vậy để cho khán giả còn phải hiểu. Tức là trước khi cãi nhau, thả rồi và đấy thì lại không được, rồi là dẫn đến cãi nhau các thứ, là lúc đấy nhiều thứ nó vấn đề quá và vợ em thì áp lực và muốn là không quen nhau nữa. Thì sau khi bỏ đi 3 ngày thì về lại cuối cùng lại là có tin vui ạ. Nó dồn nén nhau cả 3 ngày nó không hoạt động gì. Thế thì đứa nào cũng sẵn sàng hết, tức là không. Nó cãi nhau đến cao điểm xong nó phải làm hòa. Không, nhưng mà bây giờ nè, không thế nào. Dạ bây giờ chị vừa nói làm hòa đó thì em muốn hỏi nè. Bây giờ chắc chắn là bạn ấy phải chủ động làm hòa rồi, đúng không? Dạ. Chứ Quỳnh nó quay về nó lấy đồ thì không thể nào mà nó đồng ý liền. Thì đúng là bạn này phải có một cái thành ý. Và cái thành ý làm hòa của anh ấy là như thế nào? Quỳnh. Anh tự kể đi. Lúc đấy là em còn quỳ xuống. Quỳ xuống? Quỳ xuống em xin lỗi. Đâu em nói sao đâu? Lúc đấy là em thực sự là em bảo lúc đấy em còn nhớ là em chỉ là em nhớ mang máng á. Anh xin lỗi bởi vì anh biết là mình đã sai. Và cái việc mà xảy ra thực sự thì rõ ràng thực sự thì anh không có ý gì cả, nhưng mà rõ ràng là anh đã sai rồi. Và anh mong là em bỏ qua cho anh, bởi vì thực sự thì chúng mình đã muốn đến với nhau, tức là không chỉ gắn kết ở cái tình cảm đôi lứa mà chúng mình còn muốn tiến tới hôn nhân. Thì em
cho anh đây là lần cuối cùng xin lỗi và thà thiết chân thành quá, sau đó đóng cửa luôn. Khổ thân thằng Tuấn, tức là hôm ấy là nó bấm like thôi, nhưng mà cái tay nó to quá nên là nó đè sang cái chỗ cái tim chứ không có phải chủ đích là bấm tim không. Hay thả tim lắm cô ạ. Bây giờ là cái tài khoản nó chắc là bị xóa luôn rồi đúng không? Chắc bị chặn chặn rất nhiều rồi. Tôi chặn luôn quá đi. Chắc khi là lúc mà có em bé xong là bắt đầu kết hôn luôn, vâng. Đúng không? Dạ vâng. Tức là đây chắc là cũng là một cái lỗi mà con với cả vợ con, là từ lúc mà yêu cho đến lúc kết hôn là con chưa tỏ tình. Không có một cái lời nói nào là em làm người yêu của anh nhé. Và chỉ có là yêu sau đó thì cầu hôn luôn. Bỏ qua cái câu là em làm người yêu anh nhé và là em làm vợ anh nhé luôn. Thì vợ con đôi khi cũng nhắc mà em chả hiểu anh kiểu gì mà sao hơn một năm yêu rồi đến khi cưới anh chả nói một câu, là không nói một câu nào là em làm người yêu anh nhé cả. Đùng cái là em làm vợ anh nhé luôn. Và cái ngày mà con tính với cả bố mẹ con ấy là Tết này sẽ lên để gặp mặt hai gia đình với nhau. Thì đùng một cái biết tin là có em bé, và cái ngày mà gia đình gặp nhau lại là cái ngày dạm ngõ luôn. Tức mọi thứ nó đốt rất nhiều giai đoạn, rất nhiều giai đoạn. Lúc đấy có em bé là con không ngờ tới luôn. Đến bởi vì là chỉ định là bố mẹ để Tết lên gặp nói chuyện, kiểu yêu nhau cũng lâu rồi. Thì là xong rồi bố anh Tuấn với cả bố mẹ chồng con thì cứ dục là thử đi. Đến cái lúc mà con thử lên hai vạch đỏ chót. Là có thật. Là có thật luôn. Vâng. Lúc đó mấy tháng rồi? Dạ bây giờ em lúc bút thử hai vạch đó. À lúc đấy là mới đó. Mới tầm mới có 4 tuần. Không, nhưng mà cả hai gia đình đều vui mà, đúng không? Dạ vâng. Vui. Là cưới liền. Đấy. Dạ vâng, cưới liền luôn, là đám hỏi rồi sau đó là cưới liền luôn. Rồi sau khi cưới vợ thì có vô phim nhiều không? Dạ từ khi mà con em cưới vợ này đến khi mà thực ra thì lúc cưới là vợ em đã có bầu rồi. Thì em quyết định là không đi phim nữa luôn. Ở nhà lo tất cả các thời gian chỉ ở nhà để chăm vợ, và đến khi bây giờ lại có em bé thì là chăm em bé thôi. Và quyết định chăm hai mẹ con luôn. Dạ vâng, gác hẳn một bên, không làm phim mà chỉ ở nhà chăm vợ con. Thế nhưng mà rồi cái công việc kiểu như là kinh tế thì như thế nào con? Thì đúng đó, thì thực sự đấy, lúc đấy là con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì rõ ràng là khi mà mình lựa chọn gia đình thì kinh tế sẽ đi xuống. Thì cũng rất là khó khăn. Vì con cũng không nghĩ là từ cái việc kinh doanh của con cũng thua lỗ này. Rồi là phim thì rõ ràng mình không đi phim thì cái nguồn kinh tế cũng không có. Quảng cáo thì khi mà mình không đi phim thì quảng cáo nó sẽ ít đi. Và nói chung lúc đấy cũng rất là áp lực. Thì cũng may mắn một cái là khi mà vợ con bầu này thì vợ con lại có rất là nhiều quảng cáo. Rồi đến khi trước khi chuẩn bị có em bé rồi lại cũng có nhiều quảng cáo, rồi cũng có một cái hợp đồng với cả bệnh viện các thứ nữa, thì cũng trộm vía được một cái là vợ lại là người thu nhập chính cho gia đình. Lúc đó con lại nổi tiếng hơn. Nổi tiếng hơn. Tức là cái hợp đồng quảng cáo đó là con làm cho người ta đúng không? Con make up cho người ta. À, không, hay là con là KOL luôn, là quảng cáo sản phẩm rồi đó. Đấy á. Thì chị gì ta nghe không? Tự nhiên đụng một cái một ông diễn viên coi như là tiếng nó lại mà không bằng một cô vợ mà make up. Gần như là một năm mà không có một cái quảng cáo nào. Mà hầu như là tất cả quảng cáo là từ dùng vào vợ hết. Hay quá. Và sao rồi vậy là hay rồi có cái mày. Vậy là em bé là cỡ chừng khoảng đâu 5-6 tháng là bắt đầu vô hợp đồng có em bé nữa đó. Dạ. Tả giấy, tả viết rồi dạ, em bé vâng con á. Dạ. Bây giờ là em bé được 3 tháng rồi. Đấy, 3 tháng nữa là nhá, hợp đồng tả giấy này, sữa bột này. Tới là cả nhà luôn nữa. Đúng dạ. Rồi. Cả nhà nữa nhá. Rồi bây giờ là đã nhận phim lại chưa? Dạ, chắc là đến sau năm ạ. Con như cho cháu đầy năm đi. Dạ vâng. Đấy, cho con được đầy năm đi. Nếu nhiều khi có thêm đứa nữa thì sao? nó vẫn thích có một đứa con gái. Con gái á, em rất là thích có một. Nó vẫn thích có một đứa con gái. Nếu bây giờ đó, bây giờ thì anh hỏi nè, nếu là có một đứa nữa thì sao? Thì tiếp tục nghĩ nữa hả? Chắc không, lúc đấy thì em nghĩ là mình bắt buộc phải đi làm kinh tế rồi. Sắp xếp đúng không? Vâng, bởi vì là mình khi mà mình ở nhà chăm con rồi thì thực sự là kinh tế đi xuống nhiều lắm ạ. Và mình cũng có lúc đã có kinh nghiệm chăm con rồi. Khi mà em chưa chăm con thì em cứ nghĩ là thôi mình cứ đi làm đi.
có kinh tế rồi là thuê giúp việc rồi là chắc là bà nội bà ngoại sẽ giúp được. Nhưng mà đến khi thực sự thì khi mà vợ bầu thì mọi suy nghĩ nó cứ dần dần nó vụt tắt, nó cứ mất đi dần, bởi vì là mình muốn thực sự là tay mình chăm. Rồi khi em bé ra đời thì mình thực sự là đến khi mà vợ con mà đôi khi là thay bỉm thay nó lóng ngóng, em con còn cảm thấy nhiều, nhìn nó ngứa mắt, thôi, vợ lui ra để anh làm. Ở nhà bây giờ là con là người thay bỉm nhanh nhất, con là người ru, riêng mình con là ru em bé ngủ được. Ở nhà đôi khi là bà ngoại không ru được, cô giúp việc cũng mới cũng không ru được, nhưng mà con lại ru em bé ngủ được. Đấy, đây nè, nó cứ gắn kết thế đấy em ạ. Đấy, hai đứa là cũng vậy đó, cũng một tay. Nhưng mà là anh là vừa đi làm vừa ở nhà chăm. Bây giờ em chắc là sang năm cũng phải như vậy. Nhưng mà cô nghĩ là cứ ông bà nói đúng, trời xanh voi xanh cỏ, nói chung là cứ như thế nào thì mình cứ thuận theo, mình không có ngược lại thôi. Biết đâu được, chả biết đâu. Nhiều khi ví dụ như là đang tính như này nhưng mà vừa rồi một cái hợp đồng lớn nó đến với con chẳng hạn thì thôi mình cũng phải đúng không? Mình cũng phải cố gắng sắp xếp chứ, đúng không con? Chứ để mà mình từ chối hết cái thứ thì đôi khi cũng lại thành ra là mình may mắn thì cũng không phải là đến nhiều. Tuy nhiên mình từ bỏ may mắn. Đúng rồi, cái cơ hội nó tới là mình cứ thế, mình phải nắm cơ hội thôi. Ôi, chúc mừng hai vợ chồng nha. Tuyệt vời. Đó, các bạn sở dĩ mà có được một cái kết quả, đúng hơn là một thành quả như ngày hôm nay, phải nói rằng là do mình lựa chọn hết. Hạnh phúc là lựa chọn. Thế thôi. Nha. Rồi bây giờ rồi, tới cái phần kia. Lại cái phần kia con ạ, chương 2. Chương 2. Em thấy Tuấn nó hoàn hảo quá chị ơi. Công việc, hy sinh thì chắc có lẽ là không có tật xấu gì đúng không? Thì em cứ để cái Quỳnh nó nói. Hả Quỳnh à? Vâng. Tuấn không có tật xấu gì đúng không? Con nói đi con. Có nhiều lắm. Rất ngắn gọn. Nhiều lắm ạ. Tật xấu đầu tiên là rất là bừa bộn, lôi thôi. Nghĩa là cái từ cái lúc mà yêu con ấy, lúc đầu là có nghĩa là đi làm về là có khi là đi đâu là quần áo tụt đến đấy. Đi về phòng là lôi thôi, và con dọn rất nhiều lần rồi. Xong cuối cùng vẫn vứt ra một đống ở đấy. Đến bây giờ thì mới đỡ hơn. Bây giờ là có giúp việc rồi thì là vẫn vứt ở đấy, nhưng mà gọi là ít hơn ngày xưa, gọn gàng hơn ngày xưa. Bừa bộn là cái đức tính của coi như là 8 trên 10 ông chồng rồi con ơi. Thì khó ông nào mà không bừa bộn lắm cơ. Rồi còn cái gì nữa? Tiếp theo là... Có hay đi nhậu không? Đi nhậu thì cũng ít ạ. Từ lúc con bầu là hầu như là cũng ở nhà. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu thì cũng tới bến. Về là cãi nhau ạ. Mỗi lần đi nhậu về là cãi nhau, bởi vì chồng con là đi tới bến luôn. Nghĩa là nhậu xong thì là có lèm bèm hay là có ấy hay là ngủ? Không lèm bèm mà về nhà ngủ luôn ạ. Và nhiều lúc có những hôm mà con chăm em bé, bởi vì em bé nhà con là buổi đêm rất là quấy. Thì con rất là bực mình, bởi vì là về thì đấy, chồng thì đã hứa là anh sẽ về sớm, nhưng anh hứa là anh 9 giờ anh về, và đến 10 rưỡi 11 giờ vẫn anh đang về đây. Xong rồi cuối cùng về là xong ngủ một mạch luôn ạ. Là vừa nghe chồng ngáy vừa phải bế con, vừa nghe con khóc bế quanh nhà ấy, lúc đấy con rất là bực mình. Mà chồng đi nhậu là đi nhậu với bạn bè hay là đi nhậu ăn với sinh nhật ăn sinh nhật bạn bè. Có nghĩa là em bé nhà con thì đấy, nếu như mà con không ru ngủ thì ở nhà cũng khó ai mà ru được. Mà về xỉn quá rồi sao mà ru được đúng không? Còn không nhớ là vì sao mình về được đến nhà. Rồi Tuấn có lãng mạn không? Cũng không ạ. Không lãng mạn. Vâng, đến tận cái lúc mà con đi đẻ ấy, thì là rất nhiều lần con đi ngoài đường con bảo là kiểu em rất là thích hoa hết các thứ, thì nhưng mà chồng con lại không bao giờ mua. Đến tận hôm con đi đẻ thì là mới cầm một bó hoa vào để tặng cho con. Đấy anh hả? Ôi chứ cô lại tưởng Tuấn lãng mạn lắm chứ. Lúc yêu thì cũng hơi lúc cưới rồi thì đỡ dần, bớt xong bây giờ bớt luôn. Không, bây giờ thì là rút kinh nghiệm rồi. Rút kinh nghiệm này cũng phải khác rồi. Rồi còn tật gì nữa không? Mình 11 tuổi rồi mà người ta lúc ấy mới đẻ mà mình lại không không chiều chuộng, không ấy người ta. Còn tật gì nữa không Quỳnh? Hay ngủ muộn nữa. Hay ngủ muộn chơi game. Ngủ nướng thì thức khuya chăm con hả? Dạ có. Được đó. Cái ấy, ngủ muộn thì bây giờ lại thức đêm chăm con luôn á. Thế là ngày xưa thì cũng hay chơi game đến khuya. Thì nói chung là từ lúc vợ bầu thì cũng thường xuyên chơi game. Rồi đến bây giờ thì
Có con thì lại buổi đêm thì du con ngủ xong lại cũng chơi game. Coi như cái đồng hồ sinh học của con không cần phải thay đổi. Hồi xưa thường xuyên chơi game, còn bây giờ chơi game thường xuyên. Thế con mong anh Tuấn nhà con thay đổi điều gì thì con sung sướng nhất? Con muốn là kiểu anh ngủ sớm đấy. Thế ngủ sớm thì ai trông con cho con? Có giúp việc ạ. Thì cô ấy có du được con chưa? Thực ra thì bé nhà con thì cứ từ kiểu bây giờ nó chưa vào giấc ạ. Từ 11 giờ đến 1 giờ là nó sẽ là cái giờ chơi của nó. Thì là nó kiểu nó sẽ bắt bé vác lên vai ạ. Nhưng mà sau 1 giờ là nó sẽ ngủ một vài cái sáng luôn ạ. Đấy. Thế thì con cho giờ luôn đi, em mong anh bắt đầu ngủ từ 1 giờ. Vâng. Đừng có cho ngủ sớm. Với cả bớt lôi thôi. Bớt bừa bộn đi ha. Vâng. Ngủ sớm nè, bớt lôi thôi bừa bộn. Có bớt nhậu không? Nhậu thì thực ra nhậu ít thôi. Lúc vâng, chồng con cũng hạn chế. Rồi bây giờ tới lãng mạn hơn một chút là con tự. Đúng rồi. Rồi. Lãng mạn chút nữa đi, chút nữa. Rồi. Rồi bây giờ tới Tuấn đó. Cô ấy có thật xấu gì không? Có tật xấu là hay ghen lắm, ghen rất ghen và cũng ngủ nhiều thì thôi. Thì cái vụ ghen đó là mà... sao, khoan từ từ đi. Dạ. Vụ ghen đó có cái lần nào mà ghen dữ dội không sau khi cưới về? Nhiều lần ghen dữ dội. Nhưng mà thực ra cũng là vì ghen đúng hay là ghen sai? Đúng á. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Có nhiều người là ghen mộng nhá, ngủ mơ thấy là ghen nhá. Ừ, có không, nhiều bà vợ không đến mức như thế. Ừ. Con thì chỉ đôi khi là tức là rất hay là ghen từ những cái chuyện cũ ạ. Từ những cái chuyện đã xảy ra rồi thì thực sự con cũng bảo rất là nhiều là cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì anh không thể làm cách nào mà anh thay đổi nó được. Đôi khi cứ nhắc đến cái chuyện đấy thì thực sự thì khi mà nhắc đến là rõ ràng là mình sai rồi. Bởi vì cái chuyện mình đã sai thì cứ nhắc đấy là mình sai rồi. Thì con cũng chỉ mong là vợ con đừng nhắc đến những cái chuyện cũ. Mình đang sống vì hiện tại và tương lai là con vẫn luôn luôn còn nói điều đó. Thì vẫn cứ hay không hiểu cách cú điều gì hay ghen với chuyện cũ. Lỗi sai đúng của anh là anh lặp lại nhiều lần rồi mới đỡ. Đấy. Nó vẫn tả tim mà con, nó vẫn tả tim nghĩa là bỏ lâu rồi, con cái đấy con bỏ lâu rồi. Bây giờ là bỏ hẳn rồi, còn thực ra trong cái lúc mà yêu con là phải 4-5 lần cãi nhau to về chuyện đấy không nhá. Con bảo là anh không, em không thích như thế. Bây giờ kiểu anh với em đều là người yêu rồi mà em không làm như thế, mà em cũng kiểu không thích là anh, người con gái khác sẽ nghĩ là anh cũng thích người ta. Thế xong ông này thì cứ cãi với con là anh quen, anh lướt qua, hiểu anh, đấy là thói quen của anh. Nhưng mà con bảo là trong cái thời gian mà giữ vào cái nút like sang cái nút thả tim là mất mấy giây. Thế mà ông ấy bảo là ông ấy lướt qua. Lướt qua, đấy là lúc yêu thôi, lúc cưới khác hẳn rồi. Nhưng mà thôi, hạn chế đi, thôi bỏ qua luôn đi. Không, bây giờ em bỏ qua. Tất cả pass điện thoại gì giao cho bà luôn đi. Tức là bản thân em là từ lúc yêu là em đã đưa hết pass điện thoại, pass Zalo, rồi tất cả mọi cái thông tin của em cá nhân, từ tất cả trang cá nhân là em đều công khai hết. Ôi, phát điện thoại, tức là lúc bất cứ lúc nào muốn cầm vào điện thoại của em là em đưa cho cầm. Tức là như vậy là tôi hay vợ chồng em ok là, rồi. Vợ chồng em mà không có, không, gần như là không có cái thực ra, cái thực, gì giấu. Thực ra không? Bây giờ con có mong vợ con thay đổi điều gì không để cô sẽ làm chứng cho con này. Đấy thì con cũng chỉ mong là không muốn vợ nhắc đến chuyện cũ nữa thôi. Còn những cái chuyện mình đang sống về hiện tại và tương lai rồi. Đúng rồi. Thì những cái chuyện cũ đấy nó chuyện đâu. Chuyện cũ là đó, bỏ qua đi. Đúng đó. Thế nhớ cô là cô không biết nó đóng những phim khác như nào, cô không biết nhé. Nhưng mà nó đóng 2 năm với cô ở trong Nam nè. Là cái thì cô thấy là ví dụ Tuấn là cái người mà rất là đúng giờ đúng giấc, làm việc rất là nghiêm túc trong cái vai diễn của mình. Thứ hai là cô thấy là bạn này là không có khéo ăn khéo nói, không có thả thính đâu, tức là gọi không có đĩ mồm đâu. Vâng. Đấy, thế mà tức là hết sức là chừng mực với lại bạn diễn nữ của mình luôn á. Thì thành ra là cô hồi đó thì cô cứ nghĩ là Tuấn là nó đã có người yêu rồi cho nên rất là nghiêm túc. Hồi đó cô thì cô không có hỏi. Cô không có hỏi chuyện đó, nhưng mà cô thấy là cô nói à chắc nó có người yêu ở ngoài Hà Nội rồi, thành ra nó nghiêm túc lắm. Đó, thì là cô chỉ nói như vậy để con hiểu là
con đừng thèm ghen nữa, chỗ con xinh như thế, con vừa xinh này vừa trẻ này vừa nhỏi này, nổi tiếng mắc mớ gì con phải ghen. Bây giờ con đỡ rồi cô ạ. Đúng không con? Mắc mớ gì con phải để người ta ghen với con chứ, việc gì con phải đi ghen với người ta. Ngày xưa thì con hay ghen bởi vì là lúc đấy bọn con yêu mà không công khai, cũng không công khai trên mạng ạ. Thì là chỉ có gia đình bạn bè của con biết. Lúc mà yêu thì con cũng có nói cả vợ con là thực sự thì mình là nghệ sĩ, đôi khi mình công khai lên mạng khi mà kiểu chưa mình chưa, tức là khi mà cưới thì không nói, khi mà còn yêu nhau thì sẽ rất là phiền cho cả hai. Bản thân anh kiểu anh không muốn là bản thân con không muốn vợ con bị những cái người mà đó. Những người mà fan họ quá, nhưng mà đó là trước đây. Dạ vâng. Không, bây giờ thì thoải mái đó, thoải mái rồi. Đấy, cho nên con đừng có dạy gì mà con ghen hết. Đó, cô nói thiệt đó. Tại vì con phải để người ta ghen với con. Hiểu không? Vâng, đấy là ngày xưa. Không, bây giờ cái chuyện ghen không á là sau này đi. Còn bây giờ nè. Đó, thật sự là nãy là Tuấn cũng công nhận luôn. Là mình cũng không có quá lãng mạn. Và cũng không có tỏ tình nữa cơ. Không tỏ có tỏ tình. Tỏ tình là tỏ tình. Không có tỏ tình với cô ấy. Đúng không? Và Quỳnh cũng rất thích là chồng mình là một người đàn ông lãng mạn. Đó, thì bữa nay trong chương trình Vợ Chồng Son trên sân khấu này, anh muốn Tuấn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với vợ mình. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, cho tất cả những cái fan nữ của con thấy là đấy. Đấy. Vợ tôi đây. Đứng lên luôn đi. Đấy. Đây là vợ tôi đây, cái Quỳnh đây. Vợ. Con đứng lên để cho thấy Phật con. Mình đẹp mà. Trong thời gian mà mình yêu nhau này, cưới nhau này, thì thực sự thì anh cũng chưa được lãng mạn lắm. Hiện giờ thì anh cũng đang cố gắng để thay đổi rồi, nhưng mà anh rất là cảm ơn vợ đã bỏ qua hết những cái lỗi lầm của anh. Và đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái món quà vô giá, đó là xoài. Thì anh cũng mong rằng là chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau và vì không những là vì nhau mà chúng ta còn vì xoài nữa. Anh cảm ơn vợ rất nhiều. Ok. Ừ. Rồi. Anh có lòng tin. Ai là người sẽ chăm làm việc nhà nhất? Chị với anh đang nói chuyện. Ủa? Gì? Ở nhà em là người làm việc nhà nhiều nhất. Chồng em á chỉ có gọi là chỉ tay thôi. Ủa? Không. Anh có đồng ý không ạ? Không đồng ý. Tại sao lại không đồng ý? Và anh suốt ngày mà miệng ra chồng ơi làm cái gì chồng ơi, phơi đồ cũng chồng ơi, xong rồi tắm cho con chồng ơi, xong rồi thôi xảo à. Thế người khởi nguồn bắt đầu công việc đấy là ai? Là vợ chứ ai? Thì ý là chồng còn làm việc nữa, xong rồi vợ vẫn chồng ơi gì nữa. Nhưng mà nói chung là khởi nguồn cho cái đầu công việc là vợ, đúng không? Vợ chỉ chồng làm việc thì cũng là cũng khởi nguồn là vợ chứ bộ. Vợ anh rất là siêng sai chồng. Chỉ. Siêng sai vặt chồng đó. À, hai bé thì sẽ bám ba hay bám mẹ nhiều hơn? Bám mẹ nhiều hơn. Là ba thì ba là bám mẹ nhiều hơn nhưng mà ba bế nhiều hơn. Ủa? Tại vì bám mẹ thôi mà mẹ bảo bế ba bế đi á. Trong hai người ai là người có nhiều thói quen xấu nhất? Này, cái này là không thật thà nha. Nè, mình phải thật thà nghe chưa? Đó, thói quen xấu là không thật thà đó mọi người. Ai là người hay ghen nhiều nhất? Không có ai hay ghen hết. Không có ai hết. Anh chị. Trong hai người ai sẽ là chăm con giỏi hơn? Chị đồng ý. Và có một câu chị đồng ý thôi. Ai là người có thói quen ngủ nướng nhiều nhất? Ủa không tự chỉ mình đi, thì tự chỉ mình chứ. Bình thường cái khung giờ mà chị cũng nướng nhiều nhất là khoảng mấy giờ? Chứ là bây giờ cũng có hai con rồi nên không có thể nào ngủ trễ được nữa. Nhưng mà hồi xưa á, là lúc mới lấy chồng chưa có con á, thì ngủ tới 11, 12 giờ trưa. Bắt đầu có đứa đầu tiên rồi bắt đầu bớt lại chút xíu. Tại vì con dậy trước mà nên là phải tới 10 giờ là phải dậy rồi. Xong bây giờ thì 8 giờ, 9 giờ là dậy nhưng mà anh vẫn luôn dậy sớm hơn. Ai là người nóng tính nhất? Nóng tính à? Đúng không chị? Thường khi nóng tính thì chị sẽ làm gì? Đánh chồng hay là... Biến hình. Biến hình thành kiểu... Biến hình
Nói chung là em nóng tính là kiểu không kiểm soát được tay chân vậy đó. Thì anh hay gọi vợ là văn bó song toàn đó, là vậy đó. Có một lần kỷ niệm nào mà lỡ trúng nhẹ cho chồng mình không? Không, nhưng mà thực ra là rất là nhiều lần, nhưng mà em không có cố tình là đánh chồng đâu nha. Không có cố tình đâu, tại chồng em cứ giữ tay giữ chân em hỏi, em vung rồi không hiểu sao nó cứ trúng mặt hỏi. Anh có nhớ số lần thương tích mà vợ gây ra cho anh? Nhiều lắm, không nhớ được đâu em ạ. Hồi xưa cơ còn cào rách mặt ra luôn á. Bây giờ là kiểu cũng thấy là chồng phải cũng phải đi kiếm tiền bằng cái mặt này đúng, nên là cũng không cào nữa mà chuyển sang đấm em ạ. Xạo. Ai là người nói xin lỗi trước mà cãi nhau? Dù đúng dù sai cũng xin. Dù đúng dù sai thì người đàn ông vẫn là người xin lỗi. Dù đúng dù sai thì em vẫn là người sai. Nhưng mà lúc mà mình xin lỗi là mình có ấm ức hay không, hay là mình vui vẻ xin lỗi vợ mình? Không, em làm gì có quyền được ấm ức em. Có vẻ nóc nhà này rất là cao mà. Ai là người sẽ dành thời gian nhiều cho gia đình nhất ạ? Cả hai luôn á. Nói chung là công việc của tụi em thì kiểu làm chung vậy đó. Rảnh là cũng rảnh chung luôn. Ra câu hỏi này trong mùa dịch thì hầu như ai cũng ở nhà ấy. Nên là cũng không biết phân biệt. Nhưng bình thường thì chúng hai vợ chồng chia sẻ hết công việc ở nhà, chăm con này, tất cả mọi thứ xung quanh việc nhà là share hết. Sau đây là một câu hỏi liên quan tới chương trình là khi mà nhận lời tham gia khách mời của Thám Tử Hôn Nhân thì anh chị đã coi những cái số trước chưa, và có cảm xúc gì mà khi anh chị đã nhận lời tham gia chương trình này? Thực ra thì không dám xem nhiều, vì hai vợ chồng muốn để cái cảm giác mới lạ, thú vị để mình xem, và mình không cần phải chuẩn bị trước cái gì thì sẽ thú vị hơn, sẽ bất ngờ hơn. Trong chương trình đó thì hai anh chị phải cùng nhau tìm cái cặp nào là cặp vợ chồng thật. Vậy thì anh chị có kinh nghiệm hay là chiến thuật gì mà để chinh chiến trên sân khấu không? Bí quyết gì đây này? Thực ra thì em cũng không có bí quyết gì hết. Chủ yếu là giác quan thứ 6 và mình chịu khó, mình sao ta? Để ý à? Ừ. Còn anh? Anh thì sẽ dùng kỹ năng nghề nghiệp. Là một diễn viên thì có thể để ý được cái ánh mắt á. Nên là mình nghĩ là cái ánh mắt của hai vợ chồng thật á, mà sẽ nhìn nhau, sẽ nói chuyện nhau sẽ khác với việc là ánh mắt mà chỉ là hai người đang diễn. Người ta thường nói là hai vợ chồng á sẽ có khuôn mặt cụ thể, có nét cụ thể á, thì anh chị có thấy mình có nét đó không, và anh chị có tương đồng quan điểm này không? Hai vợ chồng anh thì không em thấy mình giống nhau đâu, nhưng mà ra đường thì mọi người nói là hai vợ chồng giống nhau. Thì chắc là điều đó đúng. Anh chị cũng tin là quan điểm. Thì đây có phải là một manh mối mà để mình lên chương trình mình đánh đúng rồi. Nó cũng là một cái điểm để mình có thể là mình nhìn nữa. Em cảm ơn anh chị. Mình thấy mình nhạt quá. À, thế rồi.